Hello, chào mọi người. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị một ngày thân thương nhất nha. Hôm nay Tuấn và chú này sẽ review cho mọi người biết món cá bún cá. Bún cá này các bạn biết là ở Nha Trang bạn. Anh ấy từ Nha Trang ra làm rồi vô đây bán kinh doanh bạn. Đó, nghe nói là đặc sản Nha Trang luôn. Đó, thì ngay chỗ này là các bạn biết ngay dòng xoay lớn nhất ở Phan Thiết các bạn. Đó, các bạn có quán em ấy nằm bên đường bên kia. Thì bữa nay mình tới đây mình sẽ review và cho mọi người biết rồi quay rồi. Thật sự ra cái món bún cá Nha Trang là ngon như thế nào bạn? Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú chị các bạn một ngày thân thương nhất nha. Bên này mưa bão áp thấp cả nhà. Mình nghe nói chỗ này bán bún cá rất là ngon bạn, rất là rẻ mà mình dân thì mà nhớ thấy không? Bún cá nha cả nhà. Đây là 359 đường Trần Hưng Đạo, các bạn thấy không? 359 đường Trần Hưng Đạo nha. Thì đây mình sẽ tới đây mình sẽ review cho mọi người biết bún cá. Bạn thấy bún cá mà sao không? Nhìn cái hình ảnh bún cá nhà thấy rất là đẹp không? Không? Quá đẹp bạn. Bún gạo tươi nha, truyền thống luôn bạn. Thì bữa nay mình tới đây nghe nói chỗ này bán rất ngon bạn ạ. Tới mình sẽ quay và review cho mọi người biết đồ bún cá nha. Đó, bây giờ ngon chưa? Nhà thấy bún cá không? Trời ơi, nhìn thấy đã bạn. Các bạn làm bún tươi tại chỗ luôn bạn. Đó, nhà thấy không? Đây bột này là mình làm tại chỗ luôn nè. Rồi, đi mua các bạn thấy không? Từ xưa giờ mình đi không có chỗ nào bán tại chỗ mà làm tại chỗ luôn bạn. Đó, bún gạo bạn bạn bún gạo luôn. Cái này là cái gì đây? Đó, chúc các bạn không thấy ngon. Ở đây là cái đồ này để em làm bún em. Dạ, đúng rồi. Là mình làm mấy chắc bột của đó hả? Rồi nhưng mà thấy là nã không các bạn? Đây là làm tại chỗ luôn bạn. Quy mô các bạn biết là bún này nè, bún tươi này nè, là làm tại chỗ luôn. Đó. Được chưa? Đây là con kỹ thuật của anh làm các bạn thấy không? Thì bên đây mình review cho mọi người biết nha. Là tới quán bún cá 359 đường Trần Hưng Đạo và ủng hộ cho em ấy nha các bạn. Mọi người xem video này nhớ ủng hộ cho em ấy nha. Bún cá nè. Này mình là có đặt sản gì không em? Này cái làm chiếc sứa nữa nha. Ok, làm sứa đi. Cái món này là mình ở mình hay là ở đâu? Ở Nha Trang. Có hai chi nhánh thôi nè. Các bạn biết món bún cá này là ở gốc là ở Nha Trang các bạn. Đó. Cái này mặt bằng mình bước em hay là mình của nhà mình luôn? Mình muốn. Trời ơi, sứa nè. Cái ngon không? Có trứng sứa nè. Đó. Chưa ăn mà tự nhiên nó bốc mùi lên nghe mùi chảy nước miếng bạn. Ôi trời, đã quá. Đầu cá nữa hả? Cậu lấy cho anh luôn một cái đầu cá đi. Ăn review luôn, ngon thơm nữa các bạn thấy không? Đây quy mô các bạn biết là đang có bị mở chi nhánh 2. Rau các bạn thấy không? Từ rồi rối luôn nhìn thấy đã. Là ở đường đường Tư hả? Nó gần chợ gì? 83 đường Trần Tư. Đó, các bạn biết là đang chuẩn bị mở chi nhánh 2 đường Trần Tư. Quy mô các bạn thấy không? Bún là làm tại chỗ luôn. Bột đồ nói chung là mình xây mình làm tại chỗ hết các bạn. Thấy đã chưa? Nói chung từ xưa giờ mình đi ở Phan Thiết á, đi nhiều chỗ mà chưa có chỗ nào làm tại chỗ luôn bạn. Bún tươi mình làm tại chỗ, không phải là lấy lò nha. Bún này là mình làm từ bột gạo luôn em. Gạo hết, quán em làm từ gạo hết. Từ gạo hết luôn. Không hóa chất. Không hóa chất. Không chất tạo ra rồi luôn. Bây giờ mình ra đây mình ăn mình review cho mọi người biết nha mọi người. Ngon quá các bạn ơi. Nói chung là các bạn thấy trời mưa là hơi bị vắng khách hơn một tí.
Cái này thường các bạn biết là khách rất là đông nè, đó bún cá nè, giá rất bình dân các bạn thấy không? Đó. Cá các bạn biết là quán rất bình dân, đó. Cá nói chung cá là nè. Bữa nay mình dùng cá này cá gì em? Cá cam hả? Đó, các nhà thấy cái đầu cá cam bạn. Một tô một phần ăn các bạn như vậy nè, thấy không? Ngon không? Đó, chưa? Đã chưa? Trời ơi, đã quá. Đó, bún cá Nha Trang nha các bạn. Ngon quá. Đó. Bây giờ mình ăn mình review cho mọi người biết nha. Bên đây mình tới đây mình sẽ review cho mọi người biết nè. Món bún cá Nha Trang nha các bạn. Đó, đặc sản Nha Trang bạn. Ở Phan Thiết của mình ở đây có 102 thôi. Giờ mình tới đây mình ăn review cho mọi người biết nha. Đó, các bạn thấy quá đồ đẹp bạn. Nghe ngon. Thì không có gì hơn, mình cảm ơn mọi người xem video và chia like chia sẻ cho mọi người rồi. Nhớ ủng hộ kênh nè. Ủng hộ chỗ bán em mấy nè. 359 đường Tặng Đạo nha mọi người. Đó. Thì đó bây giờ mình ăn cho bún cá bạn thấy không? Rồi chưa ăn mà nó chảy miếng bạn ơi. Quá ngon luôn bạn. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn một review cho mọi người nha. Các bạn biết ở Phan Thiết mình ở đây chỉ có 102 thôi. Mình đi bao nhiêu chỗ mà ở đây chỉ có một quán này là có lần đầu tiên bán. Đó. Mà em ấy cũng mới mở thôi chứ không có mở lâu. Đó. Nhưng mà cái quan trọng các bạn biết là chất lượng nè, ngon nè. Bún các bạn biết không? Bún là gạo rồi làm nguyên chất tại tại điểm luôn bạn. Vừa bán vừa làm luôn. Đó, gia công bán tại chỗ luôn bạn ơi. Đó. Giờ không có gì mình review sơ cho mọi người biết nè. À, các bạn biết cái này không? Cá này cá cam á. À, cá cam bạn. Rồi chả nè. Chả là chả cá luôn. Đã bún cá các bạn mình đó. Chả cá các bạn ạ. À, đó. Chả cá đó. Thì thôi không có gì hơn, mình cảm ơn mọi người nha. Xem video nhớ ủng hộ cho em mấy nha các bạn. Còn ở đây các bạn biết chén súp mà bạn. À chén súp nè, này là chén sứa nha. Sứa này các bạn biết là em mấy làm và mình bị hết rồi, ướp lên mình ăn tôi chưa giờ mình chưa ăn sứa nào bạn. Bên đây mình ăn mình review cho mọi người biết rồi sứa là ngon như nào đó, bây giờ mời cả nhà nha. Rồi ăn giòn sụp 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 bạn. Ngon hả? Các bạn biết ăn mà nó giòn cực 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 luôn, đã rất đã luôn. Rồi đó, bây giờ mình ăn cái cá cam bạn. Ngon. Bây giờ mình sẽ rót miếng nước mắm chấm cá bạn. Các bạn biết cá là tự nhiên mình sẽ ăn nước mắm nha. Chấm mắm ăn rất ngon bạn. Mà đang mắm này mắm Phan Thiết nè. À, ngon. À. Giờ sẽ dặm ớt vô chấm mắm đồ ăn nó tuyệt vời tí. Mong mọi người xem video nha. Chia like chia sẻ cho mọi người biết các bạn. Ở Phan Thiết mình đây các bạn biết có 102 quán coi như là bún cá. À, bún cá mà đặc sản Nha Trang nha bạn. Mấy từ Nha Trang vô đây bán các bạn biết đó. Kinh doanh cũng được mấy tháng rồi. Cũng mới bán không? Ngon lắm rồi. Hôm nay mình tới đây mình quay mình review cho mọi người biết nha. Xem rồi chia like chia sẻ cho mọi người rồi. Ngày trời mưa bão thấp bạn. Ở quê mình các bạn biết không? Ở Phan Thiết mưa bão thấp mà. Ở này mình phải bỏ cái món vô bạn. Rau giá vô các bạn biết ăn, mình ăn rau giá vô đỡ ngán nè. Món bún cá nè. Trời ơi. Mình ăn có một phần nữa các bạn. Phần bún cá mình cả đó. Món chả cá. Cái chả cá này là bằng cá gì em? Cá thu. À vậy hả? Với cái nhồng. Bạn không ăn rất là dai ngon á. Trời ơi. Ngon quá bạn.
Nói chung là mình cũng cảm ơn mọi người nha. Thương thì dễ và chỉ là chị dễ cho mọi người. Ngon lắm. Đặc biệt là cái món bún cá này là đặc sản Nha Trang luôn. Ở Phan Thiết quê mình đi nhiều chỗ chưa có à. Có cá chấm đồ Hà Nội có nha. Cá chấm Hà Nội, bún cá chấm Hà Nội. Còn đây là bún cá Nha Trang. Ngon mà. Thôi mình chấm chứa các bạn xem. Chứa nè. Chứa này mình chấm với ớt chay rồi. Ăn còn ngon, cực bạn. Rất ngon. Cái món chứa này bạn thấy ăn rất là dai nha, giòn giòn chực cá. Ngon mà. Bạn thấy do trời bão áp thấp á, cho nên mình đi ướt mưa bạn lạnh quá. Nghe bạn nó nói chứ ở đây ăn rất ngon mà. Bún cá Nha Trang mà giá rẻ bình dân thôi mà. Tô có 20-20 ngàn thôi, rất rẻ ngon luôn. Nhưng mà các bạn muốn ăn ngon, ăn đặc biệt thì cũng giá đó thôi à. Chứ không có ăn thêm mà cũng thêm chứ còn bạn biết. Anh ăn đổi hướng, đổi không khí rồi chứ. Thì có gì hơn mình cảm ơn mọi người nha. Xem có déo chị lại chia sẻ cho mình biết nè. Bây giờ mình ăn thử cái đầu cá. Cá này gọi là cá cam bạn ạ, cá cam. Ờ, cá cam là cái đặc biệt. Biết là món cá cam nó tươi ăn rất là ngon mà. Mình cảm ơn mọi người đi like chia sẻ cho mọi người cho biết nha. Quán em ấy là 359 được tặng đạo. Các bạn tới gần nhà tôi điều trị có mất là và có chút xíu và tiền tặng là tiền tới từ 20 mét trên tới của anh em ấy. Vô ăn bún cá này cố gắng mình quay nhiều bóng vỉa hè đường phố Phan Thiết quê mình cho mọi người nha. Ẩm thực rồi cho mọi người rồi ở Phan Thiết quê mình có những món nào là mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Dân
đầu quá rồi. Lẩu cá ăn tương vị lẩu cá và chấm mắm rồi. Mình bắt cam nữa. Cá ăn cái đầu và cá ăn cho bà. Cái một phần ăn là bạn biết là bún cá Nha Trang nha bạn, cái đầu cá rất ngon. Mình cảm ơn mọi người vừa qua xem video chỉ là chia sẻ cho mọi người biết nha. Để cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè cố cho mọi người biết rồi những món siêu tầm rồi, món lạ rồi. Các bạn biết vừa rồi mình có quay những video á. Mình cũng giới thiệu sơ cho mọi người rồi. Mình đã cố gắng quay thêm những món món ăn ở cuộc sống trong xã hội, nhà hàng khách sạn năm sao được. Chưa bao giờ mình quay lại. Tại bây giờ mình quay trước mắt mình cho mọi người rồi để biết rồi. Những món ăn vỉa hè của phố mình. Mình tận tình sẽ vô trong khu nhà hàng lớn rồi mình sẽ sưu tập những món lạ cho mọi người nha. Bây giờ mình chưa được tiếp bạn. Thế là để mình cố gắng mình quay cho mọi người biết rồi. Có mắt các bạn ngó qua cái sân là bạn thấy quán này mấy cái nằm cái góc ở bạn rồi cái sân các bạn tới rồi 30 mét mình tới sắp tới đây mấy trên bỏ danh hai 83 đường Trần Tư bạn thấy cái đầu cá không? Cũng mắm mà ăn cái đầu cá bụng cho bá bạn đã xong bạn, thì có gì thêm nha. Cảm ơn mọi người xem video rồi chia like, chia sẻ cho mọi người biết rồi. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè thành phố Phan Thiết quê mình cho mọi người biết nha mọi người. Nhiều lúc những ngày một bà mệt mỏi xả chết rồi quay vẫn bên gia đình đó, mình sẽ bấm like lên mình theo dõi rồi những
muốn ăn vỉa hè thành phố ở Phan Thiết với mình để cố gắng mình quay nhiều món lạ cho mọi người biết. Bây giờ không có gì hơn mà cũng cảm ơn nha mọi người nha. Mong mọi người xem video nhớ ủng hộ cho quán này mấy 359 được tặng đầu. Quán bún cá nha bạn, giá rất là bình dân bạn, giá rất rẻ mà bình dân. Sắp tới đây mấy có mở thêm của chị Nhi Thái Thai ở đường Tường Tư, 83 đường Tường Tư các bạn. Đó là qua qua comment là các bạn biết quán này mấy sẽ mở thêm chị Nhánh Thai ở đường Tường Quảng Tư, 83 đường Tường Tư nha. Thì mong mọi người xem video và nhớ ủng hộ kênh, like, chia sẻ cho mọi người biết. Rồi cho có gì mà cũng cảm ơn mọi người một ngày bên gia đình và hạnh phúc nha. Rồi chúc mọi người coi như là công việc rồi hàng ngày rồi đều là tốt đẹp trong cuộc sống mọi người. Rồi chốt video này nha mọi người. Mọi người thấy không, khi mà bão áp thấp tới là Việt Nam mình nhiều cái có một cái cuộc sống rồi mà bạn thấy là rất là tuyệt vời đó. À, thì mình mà cũng chỉ là chia sẻ cho mọi người những quán ăn vỉa hè đường phố rồi đó, các bạn thấy bún cá nóng mà đặc biệt bún cá nóng hay không, bảng giá các bạn thấy rất là bình dân đó. À, mình sẽ quay thì mình biết là bảng giá chả cá đặc sản cho bạn thấy không, rất là rẻ bình dân bạn. Mà các bạn biết đó, điều mà gọi như là đặc biệt nhất là bún làm tại chỗ luôn, bún tươi các bạn thấy những máy móc mà đây là đều làm tại chỗ hết tất cả đó, anh em là làm tại chỗ không phải mình mua ngoài nha, bún là như là làm y bài luôn đó. Thì mình cũng mong mọi người nhớ ủng hộ máy 359 nha, đường Trần Hưng Đạo này, chủ dòng xây lớn nhất ở Phan Thiết quê mình các bạn đó. Thì các bạn biết quán này mấy là sắp tới đây sẽ mở thêm chi nhánh 2. À, chi nhánh 2 là đường 83 đường 4 quận 4. Chi nhánh 2 nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đây là gia công máy làm. À xưởng về máy làm luôn bạn. Cá trình quy trình đồ làm nó tuyệt vời luôn à. Ừ, ngon không? Những cái hình ảnh này là các bạn biết là tại cơ sở của máy làm luôn. Chứ không phải là ở nhà, hình này là hình ảo thôi, nhưng mà là tại làm tại chỗ cơ sở luôn, bún đồ cá làm tại chỗ. Bên này rất tiếc mình tới đi sao bún vừa làm xong cho nên chưa có quay cho mọi người biết được đó. Thì thôi mong mọi người xem video là đợt sau mình sẽ cố gắng tới chi nhánh 2 mình sẽ review thêm cho mọi người rồi quay cho tất cả những cái quy trình đồ cho mọi người nha. Đó, thôi mong mọi người